Hello mọi người nha. Hôm nay chúng ta sẽ làm một cái nhiệm vụ thế giới ở góc này để chúng ta có thể mở một căn phòng. Đây, nó ở cái chỗ cảng này nhá. Để nó mở chúng ta một cái căn phòng, bên trong đấy sẽ có một cái thành tựu từ một con huyền thoại nhá. Đây cái nhiệm vụ này. Nếu mà các bạn nào mà không thấy cái nhiệm vụ này xuất hiện đấy, không thấy luôn nhá, nghĩa là không có ai cái chị này này, thì mọi người chưa làm một cái nhiệm vụ chính là cái nhiệm vụ là ghi chép viện khoa học Fontanelle này. Mọi người phải làm xong cái nhiệm vụ này nha, là cái nhiệm vụ ở bên 4.1 ấy. Đó. Sau khi mọi người nói chuyện chị gái này xong, chúng ta sẽ được chị gái này yêu cầu xuống phía dưới của cái cảng này. Đó, chỗ này. Cái những đoạn này thì chúng ta làm theo hướng dẫn của game thôi, thì nó khá là dễ và đơn giản. Đây chúng ta sẽ tiếp tục là làm theo hướng dẫn là đi đến gần cái đám người ở đây. Đó, đến gần đám người ở đây. Thì tới nơi thì họ sẽ phát hiện chúng ta ra và chúng ta sẽ phải quánh nhau cái đội bên này. Quánh nhau với anh trai này thì quá là đơn giản luôn. Ok, sau khi đánh bại anh này thì xong thì chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện anh trai này tiếp. Giờ thì chúng ta sẽ được đưa lên phía trên, yêu cầu lên phía trên cảng. Đây, đi theo kế hoạch trong dự kiến này, chúng ta sẽ lên trên cảng phía trên này. Từ lơ thì chúng ta phải đi lên một cái thuyền kia. Đó, đi lên cái phi thuyền này. Lên phi thuyền này xong là chúng ta lại tiếp tục hội họp và nói chuyện một lúc. Nói chuyện xong chúng ta lại đến một cái địa điểm tiếp theo. Đây, đến cái địa điểm có cái xác thuyền này. Và chúng ta phải tìm một cái anh giai có tên là Covet gì đấy. Thì anh trai này nằm ở cái góc cây này này. Đó, chỗ cái cây mà có cái bụi lửa đây. Cây này nhá, đó. Nằm ngủ đây này. Chúng ta nói chuyện anh trai này xong. Và anh trai này tỉnh dậy đánh nhau chúng ta một trận. À, chúng ta sẽ bắt anh trai lên thuyền. Đó. Bắt cái thanh niên này lên, lên thuyền của chúng ta đấy. Thì chúng ta đang điều tra một cái phi vụ gì đấy. À, chúng ta sẽ đưa thuyền đến một cái địa điểm của anh trai kia nói và chúng ta phải đi theo. Đoạn này chúng ta đi theo anh trai đấy. À, đi theo này. Thì đoạn đầu này chúng anh trai này lừa chúng ta nhỉ. Đoạn đầu chúng ta đi theo này là bị lừa đấy. Anh trai đi khá chậm. Đoạn này mới phát hiện ra là bị lừa nha. Có mấy con quái robot tấn công chúng ta đấy. Này đoạn này có mấy con quái robot này. Đó, phát hiện ra bị lừa nhá. Sau đó chúng ta quay trở lại cái thuyền. Ok, chúng ta quay trở lại thuyền thì bắt gặp một anh trai đang bị đo ván ở trên đây. Bắt đầu chúng ta bắt đầu suy ngẫm. Đấy. Như này mình suy ngẫm này, ấn vào đây này, ấn cái thứ hai này. Hiện ra một cái lửa này. Sau đó là ấn kết luận. Ok. Giờ này thì chúng ta đến cái địa điểm nhận hàng chính xác nhé, không bị lừa nhúc lẫy nữa. Đấy, xuất hiện hai dây nào đó, bây giờ chúng ta phải đi theo. Những cái đoạn này thì chúng ta làm theo hướng dẫn của game cũng như là chỉ dẫn thôi. Nó khá đơn giản, không có gì khó khăn cả nhé. Đoạn này chỉ cần đi theo để không bị phát hiện thôi. Nói chung là đi cách một quãng ra. À, đến gần là nó phát hiện cái mắt kìa, chúng ta lén lén là được. Đi đằng sau lưng này không phát hiện ra. Đúng là mấy anh dài mù. Đấy, đừng đi như này rồi. Tới nơi thì chúng ta đánh bại hai cái anh dài đấy. Và bắt đầu là truy hỏi. Truy hỏi các thứ đấy. Nói chuyện một lúc xong thì chúng ta đã biết được cái vị trí chúng ta cần đến. Đây. Như chỉ dẫn của game thì chúng ta phải đi theo nhé.
Ok, chúng ta sẽ đến một cái nhà ở trên sườn núi này. Cái nhà này này, cái nhà nhỏ nhỏ đấy. Đó. Ở đây thì chúng ta lại gặp thêm một cái anh trai khác nữa. Nói chuyện một xíu xong thì đại khái là chúng ta cũng kết thúc cái phần nhiệm vụ đầu tiên nhé, phần đầu đấy. Chúng ta tiếp tục đến cái phần cuối, phần sau này. Chỉ là lời nói dối trong dự kiến này. Thì chúng ta mở cái mục nhiệm vụ lên, sẽ thấy cái nhiệm vụ là lời nói dối trong dự kiến đây nhé. Đó, chúng ta sẽ đến cái địa điểm này, dịch chuyển đến và chúng ta phải đi xuống dưới dưới đáy biển thôi. Đoạn này thì chúng ta sẽ được được đến cái phòng mà chúng ta bị khóa đấy. Cái nhiều bạn làm muốn đi làm cái thành tựu mà huyền thoại 5 huyền thoại mới ấy, thì đang bị kẹt ở cái phòng này đúng không? Này nó không mở, nhưng mà sau khi mọi người làm nhiệm vụ đến đoạn này rồi nhé, là nó sẽ sáng lên. Đó, giờ nó sẽ mở chúng ta cái cửa này. Thì giải cửa này nó cũng khá là mệt một chút. Kích hoạt cái này lên nhá. Sau đó mọi người lấy cái kỹ năng của con mực này, sau đó quay trở lại. Mọi người dí điện cái bàn ở giữa này để nó kéo cái cục sang bên kia. Nó sẽ bị kéo ngược lại đấy, nên mọi người phải ấn nhanh. Đó, nó bị kéo ngược lại kìa. Mọi người phải đánh nhanh với cục kia để nó đóng cái van lại chúng ta đấy. Để nó chặn cái cục hình vuông ở phía bên này. Hụt rồi. Mọi người mở bạn ra này. Phải nhanh nhá. Ui không kịp rồi. Hơi khó một xíu đoạn này. Đây, nhanh tay. Mày đó. Để khóa nó ở phía bên vị trí bên này này. Đó, như mình nhận được nhá. Giờ mọi người chỉ cần đi vào trong cái căn phòng này thôi. Đi vào trong thì chúng ta hình như là đang bị quan sát bởi một cái con gì đó. Đấy, con này nó xuất hiện chính là một cái con quái. Đây con quái mẫu phục vụ ghen này. Thì mọi người tiêu diệt con quái này cũng đơn giản thôi, đánh nó xong thì lại xuất hiện anh dây Lacker. Lacker kìa, mọi người lại lên đánh bại Lacker nữa là xong. Anh dây này thì đánh dễ thôi, máu có ít xíu à. Ok, sau khi đánh bại anh này xong thì chúng ta sẽ nói chuyện, gọi là kiểu như thông thông lão thần trưởng ấy. Sau khi thông lão xong, chúng ta sẽ dẫn anh trai này về cái nhà lúc nãy. Đấy, cái nhà này là thông lão xong là đưa anh trai về thông tiếp này. Về đây chúng ta thông tiếp nha. À, thế anh trai này đã ngồi đây sẵn rồi. Là cho hai giai thông nhau. Sau đó là chúng ta sẽ trở về cái viện khoa học Fontanelle mới đây để kết thúc cái chuỗi nhiệm vụ mà nhận được cái thành tựu cũng như là một ít nguyên thạch và FX nhé. Đây, nói chuyện với hai anh giai chỗ này. Đó, kết thúc nhiệm vụ. Thế là xong nha, nhận thành tựu. Nhớ đăng ký kênh để biết thêm những thứ hay hơn nha. Tạm biệt mọi người.